quý vị, trong những ngày qua, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, làm phát sinh ca mắc mới trong khu dân cư. Trước diễn biến phức tạp đó, thực hiện công văn số 2127 của Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng siết ngoài, lỏng trong nhằm phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Nại Hiên Đông. Cùng với các phường Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc và Phước Mỹ, những ngày qua, Công an phường Nại Hiên Đông với sự điều động tăng cường lực lượng từ Công an thành phố đã lập thêm các chốt cứng và chốt kiểm soát, quản lý chặt người dân, đảm bảo đúng quy định nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Đặc biệt, tuyệt đối tuân thủ phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập, cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, báo chí, các đoàn từ thiện. Công an địa phương đã triển khai các lực lượng siết chặt, siết trong, chặt ngoài, vừa phối hợp các lực lượng là tổ chức 24 chốt giáp ranh với các địa bàn phường, đồng thời là tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo 24/24 để xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm. Đồng thời là hiện nay thì công an phường đã được công an thành phố bố trí tăng cường cho 27 cán bộ chiến sĩ, thì qua đó công an phường đã tăng cường thêm 12 cái tổ tuần tra, duy trì tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Dù thời tiết những ngày qua khá cực đoan, ban ngày nắng nóng đến gần 40 độ C, chiều tối lại thỉnh thoảng xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, các chiến sĩ công an cùng với tổ dân quân tự vệ vẫn đảm bảo ca kíp, tuần tra giám sát trên mọi nẻo đường. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng siết ngoài, lỏng trong, các tổ tuần tra còn vào các khu chung cư kiểm tra, nhắc nhở để người dân thực hiện đúng nguyên tắc nhà cách ly với nhà, tầng cách ly với tầng. Nên là mình chấp hành, nếu mà ai của anh em mình sẽ chấp hành tốt, bảo vệ cửa hàng xuống của tầng 2 của mình có thể gần mình qua lại xí tàu. Cái cầu mình không có đi xa, không có đi lạ, nên là nhắc nhở một lần mình cũng là ok anh em. Bên cạnh những biện pháp mạnh quyết liệt mà các lực lượng chức năng đã và đang triển khai, thì người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong phòng chống dịch. Có như vậy mới hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, để cuộc sống người dân sớm trở về với trạng thái bình thường mới.